Hiền Thục ạ. Hello bạn Lu nha. Mùa thu đi qua hả? Đúng không? Phải bài đó không? Hello bạn Lu. Chào Nguyễn Thầy nha.
Cơm gì thì cơm nhưng sao Vi vẫn có thể bỏ à? Kỳ cục. Mà cũng đúng nhỉ, anh map ra vô một xô bỏ một xô hay sao á. Đúng rồi, em đổi xuống 13 giờ mà không đổi được. Chán. Mỗi khi đi học là đâu có xô được đâu. Tại hơi vì hôm nay rảnh đấy. Hát bài gì giờ mọi người nghe bài gì tới trái lên nha. Trừ những hôm đi còn lại. Học không là học chơi game hoài. Ủa em tưởng nó làm cho thóc chứ. Hôm nào mày chả đi làm. Lệch. Cái mày gì giờ? Mọi người nghe mày gì nè. Không ai muốn nghe mày gì à? Đấy lại đấy, lại thần thoại đấy. Nhưng mà hình như thần thoại có lời Việt đúng không? Nghe lời Việt không? Nghe lời Việt không? Lời hoa mới chịu. Ôi giời, khó tính như thế đấy. Nhưng mà lời hoa hát không được. Phải nghe lời lời Việt á mới tập hát được. Cho nghe nửa bài thôi nha. Không cho nghe hết bài đâu. Lời hoa là sao? Tự nhiên cái cười. Lỡ như anh yêu em mà, ok. Để em lát em sẽ mở cho nghe. Bài đó em cũng thích lắm ấy, nhưng mà tại sao em không hát được, em chả hiểu sao luôn. Chỉnh cũng vô ích. Làm nở lỗ mũi chết được. Hồi mũi to như gì đấy. Ở như tiếng yêu tạ à. Lỡ như tiếng yêu tạ. Tiếng là tạ lai. Tạ lai cơ.
Mày gì? Lỡ như anh yêu em đúng không? Phải này anh ta. Ừ, đúng rồi, bài này đúng không? Hello Kim Phước nha. Sao gấp cháp mát của em rồi? Đôi khi anh mơ về một giấc mơ xa vời. Ta đi bên nhau một ngày nào hiểu rồi. Em ơi, chẳng hiểu vì sao. Hiểu vì sao lại cấm cháy à? Em cứ phải chuẩn lại. Ok, bạn cứ đến cháy đây đi rồi mới nói chuyện với bạn nè. Đừng buông tay anh khi em bất cần. Chào Uyên nha. Để cho anh thấy thế giới này trai yêu nhau hết rồi. Chờ đợi bao lâu để cho câu nói nó thành câu. Chào anh Kiến nha, hello anh Kiến. Đến đâu? Oh. Ok, lát sẽ hát bài Đường Một Chiều nha. Đừng bận tâm chi ngày sau. Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em anh bất chấp cho dù đâu. Đổi lại những phút vô tư cho em. Hy sinh anh không là vô nghĩa. Hiểu cho anh mọi tình thời sinh được một ta. Ủa? Sao luôn không có áo lưng này nhờ? Em thấy thường là mấy ông mà viết mười mười mấy là có áo lưng này mà ta. Thế là do ăn ở rồi. Ăn ở đấy. Vì em luôn biết anh cần em mà. Thế à? Trong công ty khó cho áo lắm à? Dễ mà. Sao làm mới khó gặp ông Thanh á? Gặp ông Thanh khó khăn đấy. Không bao giờ cho. Ở đây còn xin được ấy. Đêm này em xin được. Nhưng mà đêm số 5 em xin không được ấy. Tìm về nơi đâu để cho anh thấy ta còn nay vậy mà gì tôi rồi bao lâu để cho con luôn kêu Linh cấp cho cái áo kìa nghe chưa luôn ta đến hãy cứ yêu đi đừng bận tâm chi ngày sau nơi nào đều có hai ta chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em anh vẫn chắc cho dù đâu. Mấy tuổi à? Đoán thử xem. Đoán thử xem đúng không? Từ cho em đi xin anh không là vô nghĩa. Hiểu cho anh mọi tình thôi đừng buồn. Anh Thanh còn dễ chứ đất xấu à? Đâu? Đắt dễ mà. Lúc em xin là đắt cho mà. Mỗi idol được xin cho hai người. Em mới xin cho một người à? Nhưng mà cái người đó ớt mất tiêu rồi. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả. Anh vẫn là tất cả. Vì em biết anh cần em. Anh yêu bên em. Đậu ai bảo nâng lên 18 cái visa là sao? 18 cái visa là sao anh? Anh hiểu nghe về gì không? Chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em anh bất chấp có được. Ở trần cho nó mát đúng không? Đổi lại những phút ở trần cho nó mát. Từ cho em hy sinh anh không là vô nghĩa. Hiểu cho anh bỏ thì thôi xin đừng bỏ ta. Em cũng sẽ vỡ yên lặng. Hôm nào mà ra đó nha. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả. Em vẫn ở đây mà. Bởi vì
cho chỉ nên còn anh đứng ngoài nơi này. À, đừng một chiều đúng không? Ai chát dòng trên vậy hả? Em đấy. Bởi vì nhờ, quên rồi, đừng một chiều đúng không? Sao dạo này não các bạn ghê gớm luôn á trời ơi. Khổ tâm quá. Thôi, tự nhiên ốp làm gì? Ở đây chơi đi. Ốp làm gì? Em bảo ok. Có biết điều gì thật đâu, trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nay em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, giờ anh đi mất. Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh phải cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em không, vì em có chắc xây xa kỷ niệm, em mong mình sẽ luôn vui. Mọi người cùng hoa miễn phí lên cho em nha. Ai on điện thoại nha, bớt làm sao giùm em không nha. Nhớ nhắn. Ai chưa nhắn follow, nhắn follow giùm em với nha. Em nên những lời yêu em giữ trong lòng, chẳng phải để níu tay chỉ để giải thoát cho em một trái tim để cô đơn. Được yêu em không phải đường hai chiều, chỉ là đường thẳng ra sai. Chị dạ, ước ở Cần Thơ làm gì? Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, giờ anh đi. Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày, em đâu nào hay. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh vẫn cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em không, vì em có chắc rời xa kỷ niệm, em mong mình sẽ luôn vui. Hello anh Ly nha. Chào Vinh nha. Mang cái bàn với cơm ngọt và ăn mùi ngắm em à. Xách đi, xách lên mấy cái đó lên xe đò chạy từ đờ chạy xuống đây nhanh mà, 3 tiếng thôi. Từ Sài Gòn xuống Cần Thơ nhanh mà. Xách tô cơm xuống. Em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh phải cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em không, vì em có chắc nên cố gắng theo tình yêu anh, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong mình sẽ luôn vui khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em không,
xa xa kỷ niệm, em mong anh sẽ luôn vui. Chúng nó là ai anh? Chúng nó là ai? Là không ai anh lên xém hả? Hay là sao? Hả? Ném gạch nè. À, em chả biết sao em lại bắn em như thế luôn đấy anh. Không biết tại sao luôn. Chào Simi á. Chỉ có mấy người thôi. Khổ lắm. Cái bài gì nữa nè. Người nghe bài gì nữa tới chết lên nha. Vì em có chấp nên cố gắng theo tình yêu anh. Trà sữa, em thích trà sữa. Không thích ăn gạch đâu, thích ăn trà sữa thôi. Cảm ơn Jimmy nha. Ngày mai nắng lên. Không thuộc. Không biết hát bài đấy rồi. Bài khác đi. Khác đi anh đi à. Bài gì hát đi. Nghe rap không? Rap nha. Mashup. Only you. Rap đi. Không, không thuộc bài đó luôn. Hát không được chứ không phải là không thuộc. Bài đó của Hoàng Tôn. Khó hát lắm cái tông á. Không bắt tông được. Ủa, thế giới này hơn 7 tỷ người. Chỉ có một người để yêu ta. Và không phải ai cũng may mắn. Cũng có những cặp phải yêu xa. Đừng vào nạn, hãy cùng nhau tạo niềm tin vượt qua thời gian. Tìm được nhau đâu phải là dễ. Phải biết quý trọng nước trời ban. Kể từ bây giờ em chính thức gọi anh cụm nở của đầy em. Em thề nếu mà gian dối á, thì bóng đèn nó sẽ bị bể. Em sẽ không khóc như Đông Nhi, cũng không buồn như Duy Khanh. Vì đã xác định kể từ giờ em chỉ có anh ở bên cạnh. Yêu xa là thế đó, có ai mà không từng buồn. Cảm giác đó lạ lắm, đôi khi cứ nhói lên từng cơn. Nhưng đôi khi cảm thấy mình yên và hạnh phúc lắm. Dù rằng chỉ là lời yêu qua tin nhắn thôi, nhưng em cũng thấy vui lòng. Anh có biết không, em thích nhất là lúc về đêm. Đầu chín 10 giờ gì cho đi á, khoảnh khắc thật êm đềm. Chỉ muốn cầm điện thoại nhắn tin với anh hết đêm thôi. Nhưng anh lại bảo em ngồi sớm đi. Giờ này cũng về rồi, biết rằng anh yêu em nhiều lắm. Nhưng em ngày nào cũng phải hỏi. Nhưng giờ thì khác, ngày nào nhắn tin chưa kịp hỏi anh đã trả lời. Ngày nào cũng thấy cứ cầm điện thoại á, nhắn tin rồi lại cười. Nhiều lúc tụi bạn nó chửi em khùng, nhưng em vẫn cứ tìm tìm cười. Đồ vợ, đồ heo, cộng thêm những icon đang yêu. Trời ơi, gấu mập của bí à. Nói chung là rất kêu, đi rồi cũng phải quay lại. Cứ cho mấy bạn đang yêu xa, hãy luôn quan tâm qua từng tin nhắn thôi, cũng đủ hạnh phúc mà. Hụt đó mà hụt. Đấm chết giờ. Tin tưởng những người xả tạo đôi mắt thiện cận. Cô ấy có những tính cách nén hoài bão một người anh yêu. Và cô ấy rất sợ tình yêu là thứ tâm hồn cô ấy đang thiếu. Em đến để che cái lạnh lấp chỗ trống mà Phi phải chịu. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, em chỉ muốn nói ra vài điều. Người lớn đến bên em bất kể mọi lúc khi em cần. Và người con gái anh nói là ai? Là em đó Vi à. Biết không em vẫn chờ. Dù là sẽ không thích điều này. Cơ mà vui quá không biết làm sao. Cứ như người đang bị say. Ngày suy nghĩ rồi đêm nằm mơ. Hai đứa bước vào thánh đường. Trước mặt Thiên Chúa nguyện ước cùng nhau bước đi đến cuối con đường. Ở ngoài này nói rồi á, hai đứa mình phải cố gắng vượt qua thời gian để ta có nhau. Thì khi đó ta mới chiến thắng. Chiến thắng khoảng cách nè, chiến thắng thời gian nè. Phải những lời nói bàn tán xung quanh không ít gì những lời chê. Anh nghe tới đây rồi thì móc điện thoại ra nhắn tin cho em. Nói là anh nhớ em và anh yêu em nhiều lắm nha. Vì anh em sẽ cố gắng bỏ qua tất cả những thứ xung quanh. Em sẽ vun đắp tình yêu này cho đến khi có anh bên cạnh. Em sẽ đợi tới ngày đó, ngày hạnh phúc nó không xa. Em sẽ làm được, cứ tin ở em vì trái tim em cần anh mà. Yêu xa cần tin nhá, nhớ đó người em yêu. Hai ta cùng cố gắng tô màu hạnh phúc ngày càng nhiều. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban.
em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Cần Thơ này quá chật chội, nó là cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô vàn tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim mình từ nhỏ nhau sắc nhớ. Em ghét ông trời cho em và anh gặp gỡ. Sau đó bắt hai ta xa nhau, em như loài cá lên bờ tập thật. Thế giới này thật to, nhưng em chỉ yêu một phần nhỏ. Phần còn lại sẽ chăm sóc anh và lo cho anh như thế đó. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Trời ơi, theo đâu? Em không xả tóc à? Không, hôm nay em buộc tóc này. Sao vậy? Buộc tóc xấu à? Tại hôm nay muốn buộc tóc thôi. Anh em có bình oxy? Có đâu. Ủa, hôm nay em xả tóc rồi mà. Nói gì trời. Rồi, anh bị mớ rồi đấy. Bị mớ rồi đấy. Xả hôm nay mấy buổi rồi, hôm nay mới buộc mà. Nói gì vậy? Nói gì nữa đây? Mấy anh chọc em hoài à. Đâu bình oxy đâu, lẹ lên. Đây đây, kỳ quá nha. Anh Mát đâu rồi? Anh Mát đâu rồi? Anh Mát ơi, lên tiếng đi. Tại sao không bên em? Em tên là Vi, 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 từ Vi. Hiếu nghe mày nhiều không nhờ? Sao tự nhiên em vui vậy? Mấy ổng ăn hiếp em kìa. Anh ơi, anh Mát ơi. Sao anh Mát không có áo trong này nhờ? Sao anh không áo? Quăng cái gì? Xa buồn những cơn mưa phân tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi bờ môi, nhẹ nhàng xua đi giá lạnh. Mà trong tim tình yêu em sẽ chào anh nhắc số. Baby I want to say I love you. Hát này gì giờ mọi người nghe bài gì thì tế chát lên nha. Vì nó nhảy nhạc thì em hát đấy. Em hãy giữ bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường này nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày sau ra sao, mãi yêu mình ai. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Và dẫu trong trái tim này ngàn tiếng yêu vẫn luôn dần này dành trao cho anh hai người. Dẫu cho thế gian đổi dài, just only for you and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình anh mà thôi. Sẽ phải yêu mình anh, dù sông có đổ dù xuống có thời thời gian có cho thì em vẫn là chỉ yêu mình anh thôi. Hạnh phúc mong manh tình yêu xác đáng, nhưng sớm kết thành đưa đôi ta bay lên thiên đường xanh. Em vật chất không nhiều nhưng tình cảm đối với anh thì không hề thiếu. Nó vui vẻ thôi chứ điều mà anh muốn nói trong bài nhạc này chẳng biết liệu em có hiểu. Đơn giản là anh yêu em, đơn giản là anh cần em, đơn giản anh cần một vòng tay anh xua tan giá lạnh đang xem. Anh là người yêu vì nhé, đừng lắc đầu nhé cục bé. Vì khi bên em anh làm được những điều thêm. Hết thuộc rồi. Hạnh phúc với anh đơn giản là khi hai đứa chạm nhẹ đôi môi, nhỏ đơn khiến trái tim chẳng thích làm bạn anh ơi. Ở đây đông nhỉ à. Hết thuộc rồi. Ngừng trôi ngay lúc này đây, nè em có thể cảm nhận nửa trái tim em. Và ngần ngờ đến bên ai. Tào lao. Tào lao. Này, vết thương trong tim à. Không thuộc bài đấy thôi. Nghe đôi ngân lạnh mưa
đời người xưa cũng hóa thành người dân à. Chị không thuộc bài đấy em ơi, chị chưa nghe bài đấy luôn á. Chị có thấy nhưng mà chị chưa nghe luôn á. Biết bé hí luôn, biết chứ, nhớ đó. Ai mà hay vào xem chị là chị nhớ hết, làm sao mà quên được. Bài gì nhờ? Aloha là bài gì cơ? Aloha là cái gì trời? À, lát xong bài này hát bài Kachima. Dưới cơn mưa mùa đông giờ dây bên trời và lòng người bỗng nhớ đến những ước ngày xưa. Em với tôi luôn xanh vai và trao nhau bao nụ cười sau nắng giao tuyệt tình ta. Ngồi đây mình anh chỉ trong đêm lại xa một mình người ngân 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 cha để ai. Em đã xa tôi mãi tới rồi, giờ đây vui bên duyên nào, vì chẳng anh mong ước được có em. Không có thuộc là sao? Không thuộc lời. Giờ đây lần đầu tiên hát qua nhạc Việt ấy, thế là em không có thuộc lời. Tắt cho thằng Only cười đẻo kìa. Ớ ớ là cái gì ông? Chìm trong đêm lạnh xa một mùa đông cô đơn đang trôi qua đời ai. Em đã xa tôi mãi đơn rồi, giờ đây vui bên duyên nào, biết chẳng anh mong ước được có. Kệ em, dù sao em cũng trẻ hơn anh mà. Liêu liêu em, anh nói em già nhìn lại anh đi. Anh với mơ em quay về và ta cùng nhau cầm tay hát khúc ca tình yêu. Nào ta hãy hát khúc hát về mùa đông yêu thương đi, bên câu cho đó ta mãi mãi bên nhau. Sao em vẫn còn hơn Cường nói vậy thì tốn cơm tốn gạo. Only tránh ra đi ông lẻo quá.
nói đem lại hạnh phúc cho em ấy. Là sao? Tại sao? Tại sao? Ở cho bài bà xã Vi khoan, để em hát cho một bài cho anh Hiếu đã. Nãy Hiếu kêu hát á, chưa hát. Bà xã là bài gì ngờ? À, cái bài gì vợ tuyệt vời nhất đấy? Lát hát bài đó nha. Định tặng nụ hôn mà ấn nhầm à? I love you với nụ hôn không hát gì nhau đâu. Nào cũng được mà. Hôm nay anh Cường lên trễ nha. Hôm nay em không có lên ăn lịch, tại vì em đi trễ này. Muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con. Baby, catch you ma, stay with me, catch you ma. Hôn thân dĩ nhiên rồi, gần nước mắt nhớ ngày buồn nhắn. Không muốn anh thấy mình chăm sóc anh như ngày tới. Thoáng nghe đã đau lòng, nhưng chắc ai đây ngoài tôi. Anh mới đi nhẹ nhàng, nhưng cho em bao tôi. Nguyện cầu em đừng đi nữa, nhưng tại môi biết rằng chẳng thể một lần nói ra. Chẳng em chả biết ai luôn á, tự nhiên để tên giống anh nhờ. Summer, mình không không phải, tại em đang mắc cười. Không phải hồng hơi mà lát mắc cười á. Làm lại em. Chăm sóc anh như ngày tới. Em nào để em hát nào. Thoạt nghe đã đau lòng, nhưng trách ai đây ngoài tôi. Anh mới đi nhẹ nhàng, nhưng trong em bao tôi. Nguyện cầu anh đừng đi nữa, nhưng tay môi biết rằng chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tôi chỉ một giây mà xa mơ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả, và cũng có thể quên đi bỏ mặc chúng ta. Ngón tay anh buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên. Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vương ba. Ngồi khóc giấc cơn mưa mới thấu đâu chạm đây của nỗi đau. Nghe cười ở bên, mỗi tay không tay nó cất em lên. Rồi xa một tay. Thần thoại à? Chưa, để lát em mở thử em hát cho nghe. Lời Việt nha, lời Hoa không hát được đâu. Mình tay tôi nắm chặt ngay lúc người lại. Không giữ cơn mưa, mới thấu đâu là chạm đây cuối.
Maybe Kashima. Maybe. Anh đừng đi. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ biến chúng ta cả và không có thể quên đi bỏ mặc chúng ta. Con tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi á bé. Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng. Người không sức gần mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Không nói chuyện với vợ nữa. Chăm sóc anh như ngày tới. Xấu anh nói xấu à. Xấu kệ em chứ. Em xấu đâu có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Không phải vợ ông đâu mà ông vẫn nhận bừa. À anh mát đứt cáo hồi nãy em định hỏi đấy. Định hỏi sao mất tiêu. Marry me vậy à? Chưa. Còn một bài của anh Cường nữa. Thần thoại à. Hát không được. Sợ hát không nổi á. Tông nó hơi bị cao á. Thử nha. Em chả biết em hát nổi không. Sáng sớm chưa có hơi lắm ấy. Marry me à. Đợi xíu nha Ly. Bài đó em không thuộc, để lấy em mở cho anh nghe. Gì em xấu ảnh hưởng con anh sau này à. Thế luôn á. Người khuất xa đường về xa. Người gần bước chân vẫn như còn xa. Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm. Mà nói không nên lời. Ngày tháng qua tình anh đang cho dấu. No.
cao quá à. Mong chờ mình sẽ đến bên nhau, người ơi anh có biết em ngóng chờ lời yêu anh sẽ tiếng mưa sao em. Khó chơi khó à, em không lên nổi không mấy nữa đâu. Em không chọn anh đêm nay không ăn không ngủ à. Không chọn anh bỏ phụ hồ về Cần Thơ quỳ trước thôi. Cho anh Cường chọn ấy, anh Cường muốn chọn ai. Em nhớ rồi mà sao anh chẳng nói, mà gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Giờ chưa nhờ, 8 phút nữa hết sâu nha. Chào anh Kỳ Anh nha. Em nở vỡ là em không biết gì hết. Vi là ai? Vi là ai ở thế giới này? Marry me. Do you wanna marry me? Phải vậy không? Không phải hả? Marry me của ai anh? Em mở cho nghe nè, hết sâu rồi. Marry me. Mr. Siro đúng không? Ok. Giờ ta đâu phải mắt đĩa, ta không nên sạch kinh ký thiếu sức sống và tổn thương làn da mềm. Da khô căng làm sao hết, da kinh kít làm sao hết. Không sao đâu vì đã có sữa dưa mặt táo bò. Gì trời? Sao mà nói nhảy này rồi? Hết giờ rồi, 8 phút nữa. Nè, đang nghe nè. Này người yêu ơi. Có những lúc bớt công sao quá à. Sao vậy? Sao vậy má? Đâu có chọn đâu mà bớt công. Hôm qua em đâu có nói gì đâu. Ôm đi vậy. Nhớ anh và anh muốn với em. Cái gì vô mắt thầy trời. Hết những nghĩ suy. Tại sao em xin thế à? Em không biết nữa. Bình thường mà. Em sẽ cố gắng nói hết cho dù thế nào. Và sẽ nói hết những khát khao. Không phải cái gì á. Cái cộng gì á. Em biết lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu. Nó cộng cộng nè, khó chịu chết được. Người yêu ơi, giờ anh đã biết nhớ và nhớ thành ra riêng. Cần hơi ấm tim em để biết thế. Mình sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ. Anh thả tim vô mắt em mà. Dễ sợ. Trái tim mà nhét dừa vô mắt mà cũng được, cũng hay ấy. Hay đấy. Khá hay. Hay nhở. Lanh quá à. 30/6 à. Sớm thế anh. Chưa gì hết mà. 30/6 nhớ mời em nha. Đưa thiệp sớm sớm mới đi được á. Nhớ đưa thiệp sớm sớm mới đi được. Không là không đi được đâu, xa lắm. Và tại vì anh không chắc. Hôm qua em mong anh vì trời rét đông hay vì. Sao mà Mr. Siro hát mấy nhạc gì nghe không hay bằng mấy cái nhạc ballad. Không hợp lắm. Không có cô dâu anh quê lắm à. Hờ A. Hờ A để chụp cho hờ A xem nha. Anh tin em đốt nhà anh không? Tin không? Em mà đốt nhà anh là cháy ấy. Anh
cười. Em mà đốt là cháy liền. Đốt đi anh, thợ máy. Em cũng đang muốn đốt đây này. Em với anh hợp tác đốt nhà Only nè. Chào anh vô danh nha. Cười, khoái lắm anh Hiếu, khoái cười. Ngày mai sau mấy giờ ta? Để em xem lịch cái đã. Nhà anh bán xăng à, ok. Em sẽ, nhà em bán hộp quẹt. Cho nên là anh đem xăng đi, em đem hộp quẹt nha. Một phát một thôi. Để em xem lịch mai nè. Nhưng ngày mai không có show. Tuần sau em có 4 show à, trời ơi, khổ ghê. À không, ngày mai 12 giờ room 88 nha. Ngày mai 12 giờ 88 nha. Bán một quạt đốt nhưng mà cháy to thế này. Thì đó, bán một quạt mới đốt cháy được chứ. Còn 3 phút nữa. Dạ mai 12 giờ 58 em vô. 12 giờ vô được rồi. Mọi người mai em xong 12 giờ 58 nha. Ok em má đi ăn đi, bye bye. 3 phút nữa em cũng mất rồi, bye bye anh nha. Đi đi má, cảm ơn nha. Mở bài gì nữa không ta? Mẹ tao không đi nữa. Hát bài gì nữa đây? Hay là mở bài gì anh đố với à? Ok anh Hiếu, đi đố này. Chào Mr. Tiên nha. Chào Nguyễn Minh. Đốt nhà nhưng người không chết mới buồn hả? Đâu, đâu có đốt nhà thiệt đâu, đốt nhà là khác cơ. Bài con nợ mẹ. Thôi, anh Cường ơi, để em hát cho bé Hiến nghe một bài nãy giờ. Không hát được bài nào cho em ý á. Nha. Đúng dễ sợ luôn á Vinh. Nãy giờ Vinh treo à. Nãy giờ em chào Vinh không trả lời. Em đẹp nhất hôm nay. Ngày mai em sớm 12 giờ đúng 88 nha. Đúng rồi, 12 giờ lưng 88. Kệ bạn, bạn tính kỳ quá. I love you. Tiếc quá kỹ. Được chơi game một đời vậy đó. Sợ, dễ sợ. Nhục chưa mát. Cảm ơn Quỳnh nha. Nhà lắm. Nhưng lúc anh hay nở trò cười đùa. Từng câu nói cho trái tim em nhiều pha. Giờ nắng mắt hay nụ cười. Em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này sẽ không khi nào đổi thay. Ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương. Idol lên chưa nhỉ? Rồi lên rồi, bye bye mọi người nha. Ngày mai 12 giờ 88 nha, bye bye. Cưới hả? Hello mọi người. Hello. Hello anh Lâm Lâm. Chào anh Trung Nguyễn. Chào mọi người đang on room 88.
Hello anh Tiến. Ai xin thế nhỉ? Người lạ nơi tối con đường. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em ý, lâu quá mấy khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu anh đi. Tim không em đang thật lòng. Em nghe đây anh nói đi anh. Cảm ơn anh like dạo nhá. Ơ sao anh Tiến anh ấy tự anh ấy lại tự cấm chat à? Sao em thấy bị cấm chat? Ủa sao vậy? Mà thấy vẫn được nó.